Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Huỳnh Family Cuộc Sống ở Mỹ. Hôm nay Dương đã mua được 12 con chim cút. Cả nhà thấy không, đây là 12 con chim cút. Nhưng mà chim cút ở đây á, ở Mỹ á, thì nó có một cái điều là rất là khác biệt nha cả nhà, đó là con chim cút này nó không có cái đầu. Chim cút á, người ta làm á, nó không có cái đầu nè cả nhà thấy không. Đây là 12 con chim cút, con nào con thấy nó bé u ù à, nhưng mà nó không có cái đầu. Dương đã làm sạch và Dương đã ướp. Thì Dương ướp đơn giản là Dương chỉ bỏ vô ngũ vị hương, tỏi băm và một ít bột nêm. Đêm rồi là Dương ướp hôm qua. Thì hôm nay Dương sẽ bắt lên, thì trong đây là 12 con. Thì Dương sẽ chiên nước mắm 6 con. Và 6 con thì Dương sẽ bỏ vô cái lò nướng. Và bây giờ mình let's do it. Mà bây giờ mình bắt cái chảo lên nha cả nhà. Mình để cho cái chảo nó nóng một tí xíu. Chim cút này ở đây á thì người ta sẽ bán ở trong vỉ, trong một cái hộp á, thì một cái hộp như vậy là gồm 6 con chim cút. Thì ở đây là 12 con. Dương thấy chim cút rất là ngon. Thì chim cút thường thường ở Việt Nam mình á là người ta hay roti nè, người ta hay chiên bơ nè. Còn bây giờ thì Dương sẽ chim cút chiên nước mắm và chim cút lò nướng á, để mình quay nó thử để coi cái kết quả nó như thế nào nha cả nhà. Và cái bây giờ là cái chảo nó đã nóng rồi, thì bây giờ Dương sẽ cho dầu vào đây. Vì ở đây là chảo không dính á, cho nên mình cũng không cần phải quá nhiều dầu. Cả nhà nhìn cái thao chim cút của Dương nè, coi có hấp dẫn không nha, rất là hấp dẫn nha. Mình đã ướp rồi một đêm rồi, cho nên bây giờ là tất cả các gia vị đồ nó đã thấm vào con chim cút rồi. Con chim cút nhìn cái đùi nó cưng không các bạn, trời ơi nó thơm lắm nha. Mà mình bỏ tỏi rồi thôi, tại vì mình nếu mà mình bỏ nhiều gia vị quá thì khi mà mình chiên thì nó sẽ khét. Thì bây giờ mình chỉ có bỏ bột nêm thôi. Cho nên bây giờ mình sẽ chiên 6 con và mình bỏ vào lò nướng 6 con. Rồi chảo nó đã bắt đầu nó nóng rồi. Thì bây giờ mình bớt lửa nhỏ lại tí xíu. Và mình bỏ chim cút vào mình chiên nha cả nhà. Wow, hấp dẫn không cả nhà? Ngon lành cành đào luôn. Nhân dữ lắm đó. Mình chở ra. Wow, mình bỏ vào đây là 6 con. Đây là những em chân dài. Nó thơm ơi là nó thơm luôn á cả nhà. Cái mùi tỏi băm á, mình bỏ vô giống như mình phi hành tỏi vậy đó, nó thơm phức luôn. Và đây là 6 con chim cút còn lại. Dương bỏ vô cái lò nướng và Dương nướng ở nhiệt độ là 300 độ F. Con chim cút á, mà nó chín nó vàng đều rồi đó, thì mình sẽ quét một cái lớp lên. Mình sẽ chở đều là con chim cút này nha cả nhà, để cho nó đều hết tất cả các mặt hết cho nó về nó ngon. Trong khi mình chờ đợi đó thì mình phải cái cả nhà biết cái món này là món gì không? Mọi người biết món này là món gì không? Đây, cái này là món chuối sứ của mình á. Như có mua được vài nải chuối nè, vài nải chuối sứ mà nó rất là ngon nha cả nhà. Đây nè, và cái chuối sứ này thì thay vì thông thường người ta để chín người ta sẽ ăn, còn bây giờ Dương không có chín, thì Dương thường hay là Dương luộc cái chuối sứ á thì nó sẽ ra màu đỏ như vậy nè. Thì mình luộc á, mình gọi là chuối luộc á, mình để mình ăn. Ủa, ngon lắm nha cả nhà, cái món này ngon lắm á. Những người nào mà người dân miền Tây, người dân Nam Bộ của mình á, miền Tây Nam Bộ của mình á, mà ở dưới quê á, thì mới biết món này. Có hay đi du lịch ở dưới sông nước miền Tây, đồng bằng sông Cửu Long rồi thì mới biết món này. Chứ thường thường là người ta ăn sang chuối sứ mà người ta để chín, hay là người ta ăn kem chuối
vậy thôi, hay là người ta nấu chè chuối, chứ là người ta không ăn chuối luộc. Thì bây giờ mình ăn chuối luộc nè, rất là ngon nha cả nhà, dì lắm á. Mời lắm nhà nha, nè thấy không, coi thấy không, cái trái chuối nó đỏ, nấu lên nó đỏ mà nó sắc lại ngon không. Thì cái chuối này á, mình chỉ cần mình để nó hơi chín chín thôi, thường thường hơi chín chín á, thì mình bỏ lên nước mình luộc, giống như luộc khoai vậy á. Nhưng mà mình nhớ là mình phải lột vỏ, rồi mình đổ nước ngập lên chuối, xong rồi mình bỏ thêm miếng muối, rồi mình luộc, luộc tới khi nào mà cái chuối á, mình ghim á nó mềm á, nó cứng trở lại á thì nó nào chín. Ừ, món này là món không đụng hàng à. Dương ăn đủ thứ á, Dương ăn tất cả các món luôn á. Dương thử tất cả các món từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Nhưng mà tại vì gia đình của Dương là người miền Tây, cho nên Dương hay là những món miền Tây thôi. Ngon lắm, cả nhà thử đi. Một lần cái gì nữa là gì luôn. Ở Việt Nam thì nhiều chuối này á, còn bên đây á khó kiếm chuối này lắm, tại vì chuối xứ. Chuối này thì thường thường nhập khẩu từ Thái Lan, cho nên mình sẽ nó mắc hơn cái chuối thường, cái chuối già của người Mỹ ta hay ăn, ăn chuối già. Còn là chuối xứ, chuối Việt Nam, giống như mình gọi là Việt Nam á, nhưng mà nhập từ Thái Lan. Rồi bây giờ mình sẽ coi cái chân chim cút của mình nha cả nhà. Cái này á là cái đồ để che cho dầu nó đừng có bắn ra cả nhà. Wow, ôi cả nhà nhìn nè, trời ơi con chim cút nó vàng phú luôn, đẹp ghê là đẹp luôn. Ui gì nó văng, má ơi nó văng, mới khen à, văng dữ dạ. Trời ơi nó vàng rồi nè. Bây giờ mình chở làm sao cho nó đều hết á, các mặt á thì nó vàng á, thì con chim cút mình nhìn nó mới ngon nha cả nhà. Đó mình bây giờ nè, nó mình phần bụng nó ra để cho nó vàng ở bên trong luôn nó mới ngon. Cho nó tràn hẳn cà phê luôn đều nè. Nè cả nhà thấy không, nè bây giờ nó đã vàng đều rồi, vàng đều hết rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp, mình sẽ lấy xếp con chim cút này ra dĩa, cái nước sốt để mình quẹt lên thì mình bỏ chim cút vô, mình thì những mắm tiếp. Dương đã nướng được khoảng 15 phút rồi, bây giờ là những con chim cút nè, cả nhà thấy nè, nó cũng chưa có vàng lắm. Mình sẽ để mình nướng tiếp tục nữa, và mình tăng cái nhiệt độ lên nha cả nhà, thành 400. Rồi bây giờ mình bỏ thêm một ít dầu, rồi mình làm nước sốt nha các bạn. Rồi bây giờ chảo đã nóng thì mình bỏ củ hành, mình bằm nhuyễn rồi mình bỏ tỏi vô nè. Mình đảo sơ qua, mình đảo đều lên. Mình cho vào đây là khoảng 2 muỗng tương cà, 1 muỗng tương ớt, 2 muỗng canh đường. Mở đều lên nha cả nhà. 2 muỗng canh nước mắm. Mình đảo cho đều lên. Rồi xong mình cho vào đây là 2 muỗng canh nước. Bây giờ là mình làm cho nó sệt lại. Cái nước của mình nó đã sệt sệt rồi thì bây giờ mình cho chim cút vào. Rồi mình đảo đều. Cả nhà thấy hấp dẫn không? Quá là hấp dẫn luôn. Mình đảo đều cho tất cả các gia vị á, nó thấm vào con chim cút nha cả nhà. Con chim cút mình á, mình chiên nó đã giòn rồi. Nước sốt này á, nó thấm đều vô từng con chim cút. À, mình đã có một bữa ăn ngon rồi đó, mình đã có một món hấp dẫn rồi. Mình lấy cái này nè, mình quẹt lên đây cho nó thấm. Rồi bây giờ mình tắt bếp là mình xong rồi đó. Nhìn nè, chim cút mình ngon không? Vàng ươm.
thơm lắm nha cả nhà, hấp dẫn chưa. Đây là chim cút mà chim cút mình nướng đó, mình nướng ở trong lò đó. Bây giờ là nó đã vàng rồi nè. Mình sẽ thoa lên một lớp ở ngoài á, là mình sẽ thoa lên một lớp mật ong á, mình pha là mật ong nè, rồi dầu điều nè, mình thoa lên cho nó thơm thơm mà nó ngọt ngọt nha cả nhà. Trời ơi, mê ly luôn á, nhìn nè cả nhà thấy ngon không, thấy những em chim cút này ngon ghê không? Mình ăn chung kèm với ít rau sống nha. Rau này là ở ngoài nhà vườn của Dương đó, là rau giấp cá nó bắt đầu nó đã lên rồi nè. Nè cả nhà thấy không, cái chim cút này nó rất là giòn nè. Mình nướng xong rồi đó. Này này là 6 con nướng. Dạ, bây giờ là mình sẽ thử cái thành phẩm của mình nha cả nhà. Mời cả nhà nha. Nướng lò nha. Cả nhà thấy không, nó hấp dẫn ghê không? Nó vàng ươm luôn. Mà hả, nó rất là thơm nha. Bây giờ mình ăn thử. Cái này thường thường mà mình chấm với nước muối tiêu chanh á. Ngọt đó cả nhà, trời ngon lắm á. Nó giữ luôn cái hương vị mình đã ướp, nó thấm rồi. Cho nên nó rất là ngon. Ngon lắm. Hai lớp chim cút thì một lớp là 6 con. Thì mỗi một lớp là 6 con. Thì lớp đầu mình đã chiên nước mắm. Rồi lớp sau mình bỏ vô nướng lò. Thì cái nướng này mình sẽ ăn, mình phải ăn liền, tại vì mình nướng ra thì nó còn độ giòn và cái độ thơm. Còn nếu mà mình nướng ra xong mà mình không có làm ăn liền á, thì cái con chim cút này nó sẽ bị giống như nó bị chai á, nó không có ngon cả nhà. Cho nên mình phải ăn liền. Rau giấp cá nhà Dương là ngon ghê không? Nó bắt đầu nó lên rồi đó, tại vì trời bắt đầu ấm rồi đó, thì nó qua kiểu gần 1-2 đợt mưa là bắt đầu nó đã lên rồi. Cả nhà nhìn thấy có hấp dẫn không? Đây là món chim cút chưa? Chiên nước mắm Dương đã hoàn thành xong. Tất cả là 6 con chim cút luôn. Tất cả mọi ngóc ngách luôn á là con chim cút nó đã đều rồi đó, thì nó rất sẽ rất là ngon nè. Cả nhà làm theo cái cách của mình như vậy thì con chim cút của mình nó sẽ rất là ngon và thấm đều gia vị lắm. Bây giờ mình sẽ thử cái thành quả của mình nha cả nhà. Bây giờ mình thử nha. Thì Dương sẽ dùng cái đùi nè. Cả nhà thấy cái đùi nè. Coi cái nó như vừa ăn như thế nào. Nó giòn, thịt chim cút nó giòn nha cả nhà, tại vì mình hồi nãy mình đã chiên sẵn rồi. Cái nước mắm á nó cũng đã thấm vô cái từng sớ thịt của con chim cút. Cho nên á mình ăn rất là ngon nha. Cái này mà ăn chung với bánh mì nó cũng ngon lắm nha cả nhà. Cái thịt chim cút nó giòn khẳng à. Nó tươi, mình làm như vậy á thì nó có cái độ giòn, có cái độ thấm. Cả nhà thử nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh Huỳnh Family Cuộc Sống Ở Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau. Nhớ nhấn like, share, subscribe cho kênh để có thể theo dõi những video kế tiếp mới nhất và nhanh nhất nha cả nhà. Bye bye.